Tiền của cô làm rơi mà cho cô xin lại đi. Sao cô biết á? Đây là tiền của cô. Trời ơi, cô vừa bán hàng khách hàng họ trả. Cô cầm cái nó rớt nè, gió nó bay đây nè, cho cô xin lại đi. Nếu mà cô nói đây là tiền của cô á, vậy thì cô đọc cái số series này đi. Nếu mà đúng á, là con trả lại cho cô. Con ơi, già cả như cô bán cả ngày được mấy cái chai nước, mấy cái ly cà phê này lời lãi bao nhiêu. Nói thiệt á, đường về nhà cô còn lộn lên lộn xuống chứ không chỉ là mấy cái series trong cái số tiền này chứ. Nếu mà cô không nhớ được số series á, thì coi như đây là tiền của con rồi. Lượm được của rơi á, tạm thời bỏ túi rồi. Ôi trời đất ơi, cái cô này tiền của tôi làm rơi, cô làm gì vậy? Già cả bán là mấy ly cà phê, sao cô nói làm sao tôi nhớ số series trong cái tiền này được. Cô trả tôi đi nè. Ủa có chuyện gì vậy cô? Cô này ngang ngược thiệt đấy chứ. Tiền của cô làm rơi mà cô lượm được, giờ xin lại cô không cho xin là sao? Ủa chị ơi, sao kỳ vậy? Cô lớn tuổi rồi, chị thấy tiền rớt á, chị lượm lên chị trả cô đi. Nhìn chị cũng xinh đẹp mà sao chị sống kỳ vậy? Cô đâu có chứng minh được á, đây là tiền của cô. Mà con lượm được á, thì tính nó là tiền của con rồi. Nè chị ơi, nhìn chị á cũng đâu phải người không có tiền đâu. Chị ham chi mấy đồng tiền lẻ của cô vậy? Cô làm ăn cực khổ, bây giờ chị còn kêu cô đọc số series nữa. Rồi cô lớn vậy rồi sao mà cô nhớ hết? Cái chiêu trò đọc số series này á, không phải là của hai người bày ra để lừa cô gái hôm trước, để lấy tiền của cô ấy hả? Nè nè, ăn bậy không nói bậy được nha. Đã nói bữa đó tôi với cô không có lụm được cái gì hết á. Không có cái chuyện mà thấy tiền rớt ngoài đường á, rồi tham lam nhặt của người ta đâu. Bữa đó con với cô không biết gì đúng không cô? Đúng rồi, nó nói đúng quá. Ai mà biết cái chuyện tiền gì mà rơi mới rớt ở đâu, cô nói hay quá. Bây giờ tôi không có cần biết, tôi chỉ nói với hai người vài câu thôi. Tiền các người nhặt được á, rồi xài cũng hết. Nhưng mà bây giờ mọi người thử đặt vào trường hợp của cô gái đó đi. Người thân của các người bị bệnh á, mà không có tiền, thì các người phải làm sao? Đừng có để lụm được một số tiền á, rồi đánh rơi cả nhân cách của mình. Như vậy thì kỳ lắm. Ê, nãy giờ tao nhìn mày đủ rồi nha. Bằng chứng đâu á, mày nói tao với con lụm được tiền. Có bằng chứng không, đưa đây. Nè, mày làm cái gì vậy? Cần bằng chứng hả? Nè, hai người coi đi. Bây giờ còn chối cãi gì nữa không? Một là trả lại tiền, còn hai á lên phường. Thôi được rồi, tôi nhận, tôi trả tiền. Còn anh? Thì bữa lụm thấy kiểu may mắn quá, đem đi từ thiện hết rồi. Từ thiện hả? Tôi không cần biết á, anh mang số tiền nó đi làm từ thiện hay là anh ăn giọng như thế nào. Bây giờ mà anh không trả thì tôi dẫn anh lên phường. Bây giờ anh có trả không? Bữa giờ kẹt quá, giờ trả góp được không? Trả góp hả? Mời anh lên phường trả góp nha. Dạ, em chào chị ạ. Nay chị hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ? Đây. Nè, chị kêu em đến đây á để trả cái số tiền này cho em đó. Có phải cái số tiền của em bị mất đúng không chị? Mà sao chị kiếm lại được? Hay quá vậy chị. Chị check camera nhà dân ở gần đó đó, thì biết được là hai người ở quán nước hôm nọ là người lấy tiền của em. Vậy mà hôm bữa em hỏi họ mà nhất định họ không trả.
mịt mờ phía sau.